Chiến tranh Thanh Việt 1788-1789. Sau khi đã hiểu được về vấn đề tiếp tế, hậu cần trong quân đội, chúng ta hãy quay trở lại vấn đề quân Thanh xâm lược Đại Việt được nhắc tới ở phần trước và cùng xem các nhà sử học phân tích thế nào về vấn đề số quân Thanh xâm lược. Sử sách chúng ta hay ghi rằng vua Quang Trung đánh tan 29 vạn quân Thanh, nhưng thực chất con số đó có đúng sự thật hay là mọi người đã thổi phồng lên để tô điểm cho chiến thắng? Bắt đầu xem xét vấn đề, hãy giả sử rằng đúng là có 29 vạn quân Thanh tiến vào Đại Việt. Thứ nhất, trong 29 vạn quân đó có lính làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, tức không chiến đấu. Quân Thanh hẳn đã để lại quân đóng dọc đường, rồi chuyển gạo liên tục từ Trung Quốc qua để tiếp tế cho quân đội. Tùy vào cách tổ chức quân đội mà lực lượng hậu cần đó đông hay ít, số lượng dao động có thể từ 1/5 lực lượng cho đến 1/3 lực lượng, tức khoảng từ 6 vạn đến 10 vạn. Thứ hai, không phải tất cả 29 vạn quân đều đóng ở Thăng Long. Kinh đô của nước Đại Việt bấy giờ, lúc đỉnh điểm đông nhất có khoảng 1 triệu người. Nhưng vào năm 1788 cho đến năm 1789, do chiến tranh và mất mùa liên miên, hẳn số dân ở kinh thành đã giảm đi rất nhiều. Nếu 29 vạn quân đồn trú đều đóng hết ở đó, tức dân số tăng lên gấp đôi, không thể kiếm đủ lương thực cho từng ấy người và ngựa. Ngoài ra như đã nói ở trên, quân Thanh phải để quân đóng ở lại bảo vệ tuyến hậu cần. Nhưng đó là nếu chúng ta chỉ tính thuần về mặt tổ chức hành quân. Nếu chúng ta nhìn tổng thể về cuộc chiến, thì chúng ta có thể suy đoán được rằng có không quá 10 vạn quân Thanh tiến vào nước ta, thậm chí có thể chỉ là 2 vạn. Những lý do được đưa ra dựa vào quyển Việt Thanh Chiến Dịch của Nguyễn Duy Chính là như sau. Thứ nhất, không đủ lương thực ở miền Bắc để tiếp tế cho quân Thanh. Lý do thứ hai là chiến dịch này là do ham muốn nhất thời của vua Càn Long và Tôn Sĩ Nghị, tức không được quan cơ sứ, cơ quan tham mưu cao nhất triều đình nhà Thanh, chỉ đứng dưới vua thông qua. Do đó, nó không được lên kế hoạch chi tiết như các chiến dịch lớn khác. Tháng 7 năm 1788, vua Lê Chiêu Thống chính thức xin cầu viện nhà Thanh. Mà tháng 11 cùng năm, quân Thanh đã tràn qua thì không thể tập hợp đủ 29 vạn quân. Cần nhắc lại, 29 vạn quân là số quân vô cùng lớn thời bấy giờ, và từng đó lương thực nuôi quân trong 4 tháng ngắn ngủi. Như vậy, qua tổng hợp và phân tích thông tin, có thể thấy trên thực tế, số quân Thanh tham chiến khi quân Tây Sơn tấn công Thăng Long chỉ có khoảng 2 vạn. Và phải tính cả quân để lại trên đường, cũng như lính bị thương, tử trận trong lúc chiến đấu tiến vào Thăng Long và bị bệnh. Chiến tranh thần tốc. Như vậy chúng ta đã thấy, giới hạn cho các cuộc chiến tranh cũng như cho các chiến dịch quân sự luôn là khâu hậu cần và chuỗi cung ứng, và điều đó đúng cho đến hiện nay. Chỉ cần một người lãnh đạo có thể tổ chức và quản lý chuỗi cung ứng tốt hơn kẻ thù, ông ta đã có ưu thế vượt trội hơn hẳn kẻ địch trên chiến trường rồi. Trên thế giới, có những vùng đất khô cằn đầy khắc nghiệt, nơi con người sống lan bạt và chia thành các bộ lạc chém giết lẫn nhau. Cuộc sống ở đó khắc khổ, con người không có canh tác, không làm ruộng, sống du mục, kiếm đồ dựa trên những gì thiên nhiên ban sẵn. Xã hội ở đó được xây dựng dựa trên luật rừng. Vùng đất khắc nghiệt ấy có thể sản sinh ra những chiến binh lì nhất trên thế giới, nhưng nó không đủ tinh xảo để tạo nên những đế quốc lớn. Thế nhưng vào thế kỷ thứ 13, một con người đã xuất hiện, và sau đó được tôi rèn qua những thời gian khắc nghiệt trên một vùng đất hoang dã. Ông ấy đã tạo nên một phép màu. Nhờ ông, một đế quốc rộng lớn nhất từ trước đến nay đã được hình thành. Ông ấy tên là Thành Cát Tư Hãn. Chúng ta không hề xa lạ với đế quốc Mông Cổ, một đế quốc được tạo nên bởi những kẻ lạnh lùng, khát máu trên lưng ngựa. Khi nhắc đến các đạo quân Mông Cổ, chúng ta sẽ nghĩ đến những cung thủ xuất sắc, có thể bắn đủ các tư thế trên lưng ngựa, hay là những đạo quân đông phủ đe đường trời, hoặc là một rừng mưa tên che hết ánh sáng mặt trời. Đó đúng là những hình ảnh đặc trưng của binh lính Mông Cổ, nhưng nó không cho thấy hết được sự ưu việt của quân đội Mông Cổ thời đó. Một trong những ưu thế tuyệt vời của quân Mông Cổ, ngoài chiến thuật và tài lãnh đạo tuyệt vời của Thành Cát Tư Hãn cùng các tướng lãnh của ông, là họ đã biết tận dụng tối đa ưu thế về lối sống và ngựa để tạo nên bộ máy hậu cần vô cùng độc đáo. Cũng như những đạo quân xâm lược từ thời La Mã, binh lính Mông Cổ cũng cướp bóc hoặc trưng dụng lương thực của dân địa phương để ăn. Nhưng chỉ như vậy thôi thì không đủ để cho thấy tại sao họ lại thành công cho các cuộc xâm lược lớn như thế. Như đã nói ở trên, người Mông Cổ từ nhỏ đến lớn sinh sống ở những vùng đất khô cằn, do đó họ có thể chịu đựng được những cuộc hành quân trên đường xa với lương thực ít ỏi. Họ cứ ngồi trên lưng ngựa cả ngày với một ít đồ ăn khô để ăn,
các ghi chép lịch sử từ Marco Polo cho thấy lính Mông Cổ có thể đi đường 10 ngày liền chỉ dựa vào lương khô, không cần nấu ăn. Điều đó đồng nghĩa với việc quân Mông Cổ có rất ít xe chở hàng hóa. Và như ta biết, một đội quân càng tinh gọn, càng ít mang theo xe thồ thì càng di chuyển nhanh. Nhưng trong khi ăn thì giúp họ tinh giản bộ máy quân sự, thì ngựa mới là thứ giúp họ đạt được tối đa sự hiệu quả trong việc vận hành bộ máy đó. Mỗi người Mông Cổ sẽ mang theo từ 3 đến 5 con ngựa, và khi một con ngựa mệt, họ lại thay ngựa. Trên những đoạn đường hành quân dài thiếu lương thực, họ có thể uống sữa ngựa cầm hơi hay thậm chí là ăn thịt ngựa. Ưu thế của việc tổ chức hành quân như thế này là họ có thể mang theo một đạo quân lớn để đi chinh chiến. Nếu như một binh đoàn La Mã gồm 6.000 quân thì chỉ có 4.800 quân là chiến đấu và 1.200 lính còn lại để lo việc hậu cần. Thì một đạo quân Mông Cổ gồm 60.000 người thì sẽ có 60.000 lính chiến đấu. Nhưng để tiến hành chiến dịch quân sự kiểu như thế không hề dễ dàng, và Thành Cát Tư Hãn đã lập ra một thói quen mà con cháu đời sau ông luôn áp dụng. Đó là lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho mỗi cuộc hành quân. Như đã nhắc ở trên, quân Thanh đại bại một phần là vì họ tổ chức chiến tranh mà không có kế hoạch cụ thể. Ngược lại, quân Mông Cổ bắt buộc phải làm điều đó. Một đạo quân Mông Cổ chinh chiến ở Trung Á gồm 60.000 lính sẽ cần 300.000 ngựa. Và các giáo sư sử học đã tính toán là 300.000 ngựa ấy sẽ cần một lượng cỏ mọc trong 20 cây số vuông mỗi ngày. Để dễ hình dung, hãy giả sử toàn bộ Nha Trang với diện tích 251.000 cây số vuông được phủ đầy cỏ, thì trong vòng 13 ngày, bầy ngựa ấy sẽ ăn sạch cỏ ở Nha Trang. Không hề dễ dàng để đáp ứng đủ nhu cầu ăn nhiều như thế của bầy ngựa, chưa tính đến nước uống. Giải quyết vấn đề đó là giải quyết được một vấn đề cốt tử cho người Mông Cổ, vì thành bại của cuộc chiến phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe của ngựa. Do đó, người Mông Cổ sẽ phải tổ chức trinh sát đường đi, vẽ lối đi đường và khảo sát vô cùng kỹ về thời tiết, lượng cỏ mọc bên đường, cũng như các nguồn nước cho ngựa. Đây là một công việc cực kỳ công phu, đòi hỏi trình độ quản lý vô cùng cao, cũng như khả năng xử lý thông tin rất chính xác. Và họ mất một năm để làm thế. Chính vì vậy, nên khi họ bắt đầu tấn công, họ đã quen thuộc đường ở nước lạ như ở nhà. Nhưng người Mông Cổ không chỉ có hệ thống tiếp tế ưu việt, họ còn khôn ngoan khi biết học hỏi từ các quốc gia khác. Ưu thế của một quốc gia không bị áp đặt bởi một hệ ý thức hay tôn giáo là họ luôn có đầu óc mở để tiếp thu những thứ tinh hoa từ các nền văn hóa khác. Vì họ không có tư tưởng coi khinh người Trung Quốc hay ghét người đạo Hồi, hay ghét thương nhân như tư tưởng Nho giáo, nên họ đã nhanh chóng học các cách tổ chức hậu cần của người Trung Quốc, cũng như công nghệ vây thành, dùng thuốc súng. Họ sẵn sàng để người Hán dạy họ về chiến thuật mới, cũng như học hỏi về văn hóa của người Hồi giáo, kinh nghiệm buôn bán ở Trung Đông. Vì thu thập những thứ tinh hoa nhất của các nền văn minh khác nhau, nên bộ máy chiến tranh của người Mông Cổ không chỉ thụt lùi sau cái chết của Thành Cát Tư Hãn, mà còn trở nên tinh xảo hơn. Do đó, ta thấy rằng người Mông Cổ không chỉ thành công nhờ vào tài tổ chức hậu cần. Họ đã biết cách xây dựng một đội quân đầy tính kỷ luật với các chiến thuật đánh trận chưa từng có trước đây, cũng như có tinh thần học hỏi, tiếp thu những thứ tốt nhất từ các nền văn minh khác nhau. Vó ngựa Mông Cổ và trưởng thành châu Âu. Cũng vào lúc quân Mông Cổ đang manh trướng với các đạo quân hành quân như chớp, thì ở châu Âu, chiến tranh chớp nhoáng là điều hiếm hoi. Thứ nhất, để có chiến tranh chớp nhoáng, quốc gia gây chiến cần phải có một tổ chức quân đội tốt, đầy kỷ luật và một hậu phương hùng mạnh, tức một tổ chức xã hội trình độ cao. Sự sụp đổ của đế quốc Tây La Mã vào thế kỷ thứ 5 đã làm thụt lùi nhân loại theo đúng nghĩa đen, đến mức các nhà sử học gọi đó là thời kỳ đen tối. Lý do thứ hai dẫn đến sự lụi tàn là sự trỗi lên của thành trì và lâu đài. Thành trì đã xuất hiện từ thời La Mã, nhưng đến thời Trung Cổ, trình độ xây thành đạt đến mức độ tinh hoa. Và thành trì xây dựng nên khắp nơi, một phần là nhờ vào kinh nghiệm thu được trong các cuộc thập tự chinh ở thế kỷ thứ 11 và 12. Các thành trì hùng mạnh khiến cho cuộc chiến tranh diễn ra gần như theo một mô típ, vây thành, và những trận đánh dàn quân cũng như những đòn đánh tạt sườn, bao vây đối phương trở nên vô cùng hiếm hoi. Và quân phòng thủ luôn có xu hướng chọn thủ thành là vì nó có rất nhiều tiện lợi. Họ chỉ ăn uống bên trong ngồi chờ tiếp viện, trong khi quân tấn công phải nằm ngoài trời giá rét, phải luôn nơm nớp lo sợ bị thiếu thốn lương thực, bị phục kích, bị dịch bệnh tấn công. Nếu ai đọc về sự tấn công của quân Mông Cổ ở châu Âu, người đó sẽ dễ dàng cảm nhận được cơn sấm sét qua các lời văn miêu tả. Cứ như các vó ngựa Mông Cổ có thể săn bằng các thị trấn châu Âu một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu bối cảnh lịch sử của cuộc xâm lược. Quân Mông Cổ tấn công Ba Lan và Hungary vào những năm 1240 một cách đầy bất ngờ.
và những ông vua và lãnh chúa ở hai quốc gia này đã sai lầm khi cho quân họ ra đấu trực diện với người Mông Cổ và đã bị đại bại. Nhưng quân Mông Cổ không thể làm gì được với các thành trì, pháo đài vững chắc. Ở Hungary, họ chiếm được những vùng quê nhưng không thể chiếm được các pháo đài vững chắc. Và nếu họ đã không tiến qua được Hungary, thì ta có thể suy luận rằng họ sẽ chẳng thể san phẳng nổi các vương quốc ở Đức, Pháp và Ý. Chiến tranh Nguyên, Đại Việt và giới hạn của người Mông Cổ. Nếu như ở trên chỉ là giả thuyết, thì cuộc chiến giữa quân Mông Nguyên và Đại Việt ở thế kỷ thứ 13 là minh chứng cho thấy giới hạn của các tuyến tiếp tế ảnh hưởng lớn đến thế nào. Chiến trường ở Đông Nam Á là bài kiểm tra khó khăn nhất cho quân Mông Cổ. Những kẻ đã vào Nam, ra Bắc, đánh Đông, dẹp Tây, những kẻ đã chịu đựng cái khắc nghiệt của thảo nguyên Mông Cổ, băng qua sa mạc Gobi, đánh nước Nga vào mùa đông, cũng như vượt qua cái nắng như thiêu như đốt ở Trung Đông. Chiến trường Đông Nam Á là chiến trường cuối cùng mà họ sẽ giao chiến. Khi người Mông Cổ tiến quân vào Đại Việt lần đầu năm 1258, họ không chuẩn bị cho một sự chiếm đóng lâu dài và chỉ muốn cướp bóc và thị uy, bắt vua Trần thuần phục. Do đó họ đã không tổ chức tiếp vận cho một cuộc chiếm đóng. Chính vì vậy, khi mà quân nhà Trần rời khỏi Thăng Long và phá hủy các kho lương thực, quân Mông Cổ đã gặp vấn đề trầm trọng về tiếp tế. Và cũng tại đây, họ đã gặp phải những vấn đề chưa từng có. Thứ nhất là khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ cao. Thứ hai là bệnh tật. Nên nhớ rằng vào thời kỳ cổ xưa, khi con người chưa có thuốc kháng sinh và vaccine, chỉ có hai thứ mới giúp họ khỏe mạnh, đó là thức ăn và khí hậu. Quân Mông Cổ ở Thăng Long không có lương thực, lại không phù hợp với khí hậu, nên dễ dàng sụt giảm ý chí chiến đấu, sức khỏe giảm sút. Khi quân Trần phản công mạnh ở Đông Bộ Đầu, quân Mông Cổ đã rút chạy luôn về Trung Quốc. Nhìn một cách khách quan, quân nhà Trần đã dựa vào những yếu tố tự nhiên để chiến thắng trong cuộc chiến đấu đầu tiên, hơn là do yếu tố lãnh đạo. Đọc các ghi chép ta đều thấy rằng, tuy chiến đấu anh dũng cản bước giặc, nhưng quân Trần đều thua. Và việc bỏ thành Thăng Long là việc bất đắc dĩ phải làm, chứ không phải là kế hoạch từ trước. Tuy vậy, trong cuộc chiến thứ 2 và thứ 3, quân Trần chiến thắng ngoài nhờ yếu tố tự nhiên, còn nhờ vào tài chỉ huy xuất sắc của các tướng lãnh, nhất là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Như vậy, nhìn lại ba cuộc chiến giữa quân Nguyên và Đại Việt, chúng ta có thể thấy rõ được vai trò của tiếp tế, cũng như yếu tố thời tiết, khí hậu. Quân Trần luôn biết giữ gìn lực lượng và nhẫn nhịn, biết tận dụng ưu thế về địa hình, khí hậu, cũng như phong thổ để làm suy yếu kẻ thù, rồi chớp lấy thời cơ phản công tiêu diệt địch. Để biết tận dụng những ưu thế đó, cũng như biết tổ chức phản công, phải kể đến tài năng của các tướng lãnh triều đình như Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, cũng như vua Trần đã biết dùng người. Nếu các bạn thích những bài viết như này, có thể đăng nhập thẳng vào website spyroom.com để tìm đọc thêm. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!